Hello, xin chào đại gia đình. Quay lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay thì video vừa rồi các bạn thấy là chú cháu Bình Huỳnh cũng như là chị em đi ăn sáng cùng Quốc đó, rồi đưa Quốc đi về Sài Gòn cho kịp giờ bay của Quốc chiều hôm nay. Thì mấy chú cháu đi tháp tùng với nhau đi cả tuần lễ hôm nay, rồi cháu Quốc cũng về đây bỏ thời gian tuần lễ. Rồi cháu cũng tranh thủ về nhà cũng như sắp xếp trở lại ổn định lại cái công việc. Còn thấy cứ thời gian chú cháu như vậy là quá nhiều đối với Quốc rồi các bạn. Rồi cháu cũng về rồi. Bây giờ Bình Huỳnh làm cái video này là video đi siêu thị. Đi siêu thị cùng chị Hai, vợ của chú Mười, rồi cô Sáu và chú Chiến, chú Mười làm tập tài xế. Mình đi mua sắm ba cái đồ vật dụng ở trong nhà đó, bếp núc rồi. Chị Hai vô nhà thì thấy cũng hơi ba cái đồ thì cũng hơi tạm xuống cấp đó, cho nên thôi sẵn dịp như vậy lâu lâu chị vô một lần. Ngày giỗ của cha thì chị có bàn bạc với Bình Huỳnh thôi, chị em mình sẵn dịp như vậy ngày hôm nay không làm gì, mấy chị em kéo nhau đi siêu thị để mua sắm ba cái đồ lặt vặt. Thì thôi Bình Huỳnh cũng nhảy làm cái video để chia sẻ chuyện đời thường cũng như là sinh hoạt của anh em chị em Bình Huỳnh. Như vậy xin mời đại gia đình Paulo với Bình Huỳnh để coi chị em Bình Huỳnh hôm nay đi siêu thị và mua những cái gì nha. Mình hẹn gặp nhau ở siêu thị. Quốc vừa rồi xong xuôi cái Bình Huỳnh dẫn chị Hai tới đây nè. Đây là tới cái siêu thị này ở trong thị xã của Long Khánh đó. Đi mua ba cái đồ vật dụng về cho nhà. Đây trong siêu thị này thì người ta cũng bán đồ thì cũng đầy đủ các bạn. Ừ, vậy đấy không? Dạ, em đang lựa mấy cái xong nha. Nay sau ngày rảnh xong đám giỗ xong rồi đưa cháu Quốc về thôi, sẵn vậy thôi mấy anh em ghé siêu thị coi mua sơ ba cái đồ vật dụng ở trong nhà coi cái gì thiếu mình cần mua thêm. Nhiều lúc những cái đồ mình xài. Mấy cái bộ son xài 5 năm rồi cho anh thấy. Mua đồ quá trời luôn hả? Tổng thiệt hại. Giờ chốt ra đi mua. Mua mà. Hai like. Bên đây một like, bên đây like tính tiền. Nói chung là siêu thị bây giờ là của mình anh. Đây là hôm nay là chị Hai tới như là chị Hai dọn muốn gần hết cái siêu thị này luôn. Một xe là hai xe. Rồi đây xe nữa. Nhà bự quá mà. Đó. Bây giờ chị Hai chuyến này chị Hai tổng động viên. Chị Hai lâu lâu chị vô thì thế vậy đó các bạn. Mình đang đứng trước cái siêu thị này đó, là ngay là cũng như là trung tâm của Long Khánh mình vậy các bạn. Ở đây thì ngày xưa nó có xe tăng ở đây, rồi đằng trước đó là cái rạp hát. Thì bây giờ cái rạp hát đó người ta đã phá xuống là làm lại cái con đường đi bộ để tối cho dân bản địa ở đây, cũng như là các người mà đi du lịch đến thăm thành phố Long Khánh đó thì ra đây để xem cái sinh hoạt cũng như là cái Long Khánh, cái thành phố họ có những cái không có đặc trưng của Long Khánh từ xưa đến giờ. Đây thì đời sống ngày xưa đến giờ thì người dân họ sống bằng gạt cà phê, rẫy sầu riêng, trái cây. Sau thời gian này thì họ kinh doanh qua những cái vấn đề như là trồng trọt những cái khác ở Bình Huỳnh đi lâu quá thì không biết nữa. Nhưng mà thực chất mà nói thì Long Khánh từ ngày xưa đến giờ cũng rất là sầm uất. Tại vì cái thành phố ở đây đó thì mọi người thường hay tới đây để mà mua sắm như các xã lân cận. Mình cũng view sơ qua ngay chỗ trung tâm của thành phố Long Khánh ở đây. Để các bạn nào ở Long Khánh á thì nhớ comment cho Bình Huỳnh nha. Của chị Hai đó các bạn, mình được biết á là chị Hai mỗi lần không mua sắm thì thôi, mỗi lần chị Hai vô chỉ giống như bà xã Bình Huỳnh vậy đó, cứ thay phiên nhau. Bởi vì gia đình lâu lâu chị mới về nhà, nhà có mình mẹ già đó nên cũng không có ai có đi mua sắm mỗi ngày, cho nên lâu lâu thì em đi về rồi để đã đi mua sắm thì mua tất tần tật một lần để cho nó
Rồi đủ cho gia đình xài. Dạ dạ. Để em nói mấy chú gia xe vô chị. Xe. Dạ dạ dạ. Ok. Mới đi siêu thị về luôn. Trời quá xe. Quá trời đồ. Chắc con nó tụt xe luôn mà. À. Kêu mấy đứa phụ cho mình sao hết tội. Sức đại cho nó đi. Cái mẹ thang thiếu đồ đó. Đó, chị Hai. Đó. Chị Hai xuống dọn hết như cái kia về nè. Vui không? Vui không? Nó ba cái đồ gia dụng ở đây chứ. Ba đồ gia dụng của nhà bếp không à. Nói chung chị Hai mà gia đình đó thường thường các bạn biết á là cứ mỗi lần một năm như vậy đó mình xài mình thấy cái đồ mình xuống cấp rồi đó mình cho nó đi ra rồi mình đưa đồ mới vô. Ừ, mấy cái đồ này thì không có bao nhiêu tiền. Cái cây kìa. Thấy cái miếng hót hồi chẳng khỏi đâu, cái miếng chật. Dạ. Rồi, để phụ đem vô đi. Từ từ chờ đem... nó dọn ở trong kia đó. Ừ, đứa tay đứa chân. Kia thì Thảo nấu cơm, như hôm nay gia đình đóng đầu viên. Coi như là cho các em đồ cũ này ra hết. Và để sửa sàng đồ mới vô. Nên các bạn thấy đi mua sắm những cái đồ thì hai là cho chén bát nồi niêu xôi chảo cũ là đi hết đi ra ngoài hết kéo hai ba cái rồi mà hồi nãy em mua dao à. Đưa hết vô trong cái ai mà cần dùng á, những người mà trong tỷ ga á, bỏ vô đó mấy người mấy cái đũa đồ lâu đời mình không xài đó, ba cái nồi niêu xoong chảo cho đi hết, đũa ống hút, bên này còn xài đi đâu. Để tôi đem vô mấy cái còn chứ là bút da đó. Không, đó là của em. Đi của em. Đây, cái niềm vui, cái hạnh phúc của anh em Bình Thuận chỉ có vậy thôi. Chứ mong mà gia đình chị em mà họp mặt đó thì chủ yếu là lo cho vấn đề của gia đình trước. Mà sướng không? Vui lắm. Đây, cái này là làm gì đi không? Lỗ đau. Lỗ đau nghe chưa? Con đừng nhổ cái nát con giật nó nghe chưa? Đó. Đó. Cái cũ mẹ dùng đi. Dùng đi nè. Thấy chưa? Mẹ mua tới ba cái dùng nè. Mua cho mẹ ba cái. Dữ vậy. Dạ, cái nào mà cái mình xài thời gian thấy nó dơ dơ đó. Đây, có cái ly này uống sữa nghe chưa? Này, cái ly này uống sữa nè. Đây. Chị Hai bên mua đây. Nhớ là phải uống cái ly này nha. Đây. Con cái chị Hai mẹ ra đây. Dạ chưa? Nè, cái này là đựng nào nè. Nhổ. Rồi xong chưa em đem em đổ. Rồi em đổ đâu? Em bỏ xung quanh em có bao. Nó khỏe nhổ. Nè. Em bỏ đây một cái bao. Thấy không? Cái bao gì vậy? Mẹ. Đâu có bể. Đâu có bể. Nè. Rác bể à? Bể con mua bên khác, con mua tới 3 cái nha. Mua quá chừng luôn. 3 cái. Mẹ đừng có đổ ra ngoài tường. Đừng có đổ bằng TV, đừng có nhổ nó nữa nhớ. Mẹ nhổ vô đây. Con mẹ nó sẽ lấy cái bao ni lông nó bỏ quanh đây. Cái mẹ nhổ vô đam mê tới xong mình lấy cái này mình đậy lại. Thế là xong con mẹ nó sẽ lấy cái bao ni lông nó bỏ vào tục ra. Nghe nhớ nghe. Đi con mua rồi bạn phải dùng á. À, cô Sáu. Cô Sáu đọc cái số phone bán hàng với người cô Sáu. 090 117 3 24
0901177324. À, cái số bán hàng đó là số bán hàng của cô Sáu ạ. Đó là dầu thông đỏ rồi, tất cả những thứ mà phải không? Dạ. Rồi đọc dùm số điện thoại của Út luôn, không biết chết cái điện thoại của Út không? Út lại phải lập ra rồi. À. Con muốn mua một cái bịch đây này, con bỏ cô đang đây này. Em cho nhanh là mua là bịch. Đây nè, đây, cái này mới đúng nè, đây nè. À, cái đó, con đó. Đây, đồ nghề đây. Chuyến này là mày làm cái gì chó sạch nha. Biết không? Người ta ngày mẹ bớt cho nó từng dơ, nhưng mà mẹ không có ở dơ. Mẹ cho cái bạn chồng nó tự dơ, phải không? Đó, cho nên mình xài vậy đó. Ai có bớt thì nó thấy mình thường thấy chồng đó. Hay đó, nó hay đó gì? Đây nè, đây nè, đây nè. Đó, đúng luôn. Đúng bài luôn. Nè, rộng cái này. Đây nữa nè. Đó, ba cái này. Không, nhưng mà cái này là xe cua, cái này cắt thôi. Đây nè, đây, đó nhẹ nhàng. Đó, đúng rồi, cái xong cái này cái này túng cái này lại được cái con khác. Ok chưa? Đó. Number 1. Number 1 không? Không chạy. Dạ. Number 1 sao mà còn? Lớp cơm ngay. Cái đồ nghề của mẹ đây nè, nó cất kỹ cái này nha. Rồi. Năm ta mua nữa chứ mà mua giá con nữa. Con cái đồ con trâu. Được rồi. Đây đúng chưa? Hết rồi. Đây 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 đây. Đó, sắc cái đồ trâu nè. Ha. Cái trâu sắc này. Đó, sắc luôn. Nhất trong nữ không? Ai mà vô được qua cái của hai con dâu đó đi mua đó. Hai dâu phải thằng gái ra đi mua đó. Là còn nha. Dạ. Chị thay đổi hết những cái tấm nệm ở phòng của chú ba đó. Mà bắt ba giờ ta ngồi cũng hơi thấy cũng hơi cũ cũ rồi. Thôi sẵn gì chỉ để cái chị mua hết luôn. Để về cho anh em thay đổi rồi. Thứ nhất là sập, thứ hai tính vệ sinh nữa các bạn, rất là quan trọng. Những cái nồi niêu xôi chảo ở đây là những cái nồi thì nói chung là những cái hàng thì nó cũng không có thuộc về cái dòng mất tiền nhiều mấy. Đây là cũng cái bình thường thôi. À, nhưng mà các bạn biết rồi, ba cái này mình xài thời gian mình phải cho nó đi. Không có được để. Dạ, không có được để lâu. Wow. Chén đũa rồi hay là ly tách thôi. Sao đi rước em không lơ là. Thậm chí là những cái đồ mà lau chùi ở trong bếp đúc hay là tất cả những thứ đó. Thì hai cũng sắm một đống như vậy để cho các chị xài để cho nó lâu. À, cái đó là cái chén hay gì? Chén. Chén đẹp ghê không? Phải cho ông con mãi mũ mãi. Có bên phải không? Con giữ đây mẹ, có chén đâu. Thì hai thay đổi chén luôn. Rồi từ những cái chén nhỏ cho những chén lớn, chén lớn, chén tô. Rồi ba cái đũa lá gì đó. Đũa đá là từ nhỏ tới lớn, đũa thứ size hết để cho chị em dễ dùng. Từ những cái thao, rửa rau rồi. Nó là thùng đựng rác. Yes. Bên kia cũng còn nhiều lắm kìa, cái đống bên kia để xài cho thoải mái. Chứ được cái phương phương ở đây sạch sẽ, được có cái. Các bạn biết là những người sạch sẽ, họ giữ cái thùng rác này. À, thùng rác thì chúng ta có bắn chùi sạch sẽ đó là mình rất là thích. Từ ở trong nhà tắm cho tới ra ngoài, cô cũng rất là sạch sẽ từng chi tiết. Ai chở viên trợ cho ba thấy chưa? Đó đây bây giờ đích thân coi như là chủ tịch sửa sạn này ba thấy tổng tiết rồi nè, liên tất nè. Đó, các bạn thấy chủ tịch bệnh nhân không? Chủ tịch. Quỳ đó. Quỳ đó. Trời đúng rồi. Đó. Cái này thay của bên anh đó, thay của bên anh mấy cái luôn. Đúng rồi. Đây là để quỳ khi mà cúng rồi. Cúng rồi đó. Có đó như cái cuối video vừa rồi mình có quay coi chú anh chị như các bạn thấy
mấy cháu hôm qua quét dọn sơ vậy đó. Cũng có nhiều các bạn comment rất là dễ thương, thì đấy là các câu chuyện đời thường của gia đình vậy đó. Các bạn thấy chủ tịch hội đồng quản trị mà bây giờ cũng phải về nhảy vô bếp. Không phải đâu, mẹ ăn cho mấy cái dậu. Các diện mẹ chị là mẹ cho dọn thôi, bây giờ mấy chục năm nên là chị quen dọn mấy nhà rồi. Còn bếp đúc của em, các cô em dâu ở đây rất là bình dân dáng gì của các bạn. Mới nghe tin chị giấu em đó nha, chị mua xe mà không bao giờ chị nói mình ơi chị mới mua cái xe luôn. Chuyến này em ra Đà Nẵng em phải view cái xe chị Hai mới tạo, cái em xe mới chiếc xe gì đây cho em view vậy Hai. Chị bình dân lắm các bạn. Cho chị dọn rồi, dọn chị dọn. Chào con chiều nha. Con làm gì mà làm? Đây là mấy cái này á, mấy cái này kia á, em phải kiếm một cái tủ nào để riêng cho ba cái đồ mà nó có rồi. Sắp xếp cho nó được đó. Đúng rồi, ví dụ cái đồ nào lâu chùi á, bỏ riêng cho một cái tủ lâu chùi riêng. Còn ba cái chén bát mới này đó, mình bỏ riêng mình thay hết những cái dàn đồ cũ ra ha, những cái ly tất đồ cũ vậy, cái chén rồi ba cái rổ mới đó, thì những cái đồ cũ em sẽ cho đi hết luôn, cho đi ra hết chưa, cho đi ra hết để mình đưa cái đồ mới vô dùng, thứ nhất là để xài cho cái dịp Tết luôn. Chị Năm chị về chị thấy chị có đồ mới chị xài hết. Tính của chị Năm cũng như là duyên với chị Hai vậy. Mỗi lần mấy chị em mà đi về đây khảo ra là mấy chị em vậy đó, mỗi lần vô là thấy như vậy mà thôi, hẹn nhau xúm nhau đi mua ba cái đồ, các bạn thấy vui không? Mát trời trời đồ luôn, thậm chí những cái thùng rác cũng vậy. Ở đây họ làm cái thùng rác đẹp quá ha. Thùng rác nhìn thấy đẹp ghê không? Rác cũng có vàng hết á. Thùng rác mà cũng phải lốc vàng luôn để giữ không? Ở đây cái thùng rác thì bán bao nhiêu một cái cô Duyên hả? Bao nhiêu có má, bao nhiêu thiếu vẻ, 200 mấy. Có 200 mấy ngàn cho một cái thùng rác như thế này á. Thì nó cũng rất là hợp lý. Nó cũng rất là hợp lý. Nhìn nữa thì thấy nó đẹp. Nó làm những cái hoa tiết, những cái chi tiết của nó. Sắm được 3 thùng rác mới rồi. Cái chén cũng vậy anh ha, mấy cái cũ cũ rồi đi bỏ ra ngoài bớt đi. Nó vậy đó, Bình Huỳnh chia sẻ cái chú video của gia đình mình ở Bình Huỳnh thì như các bạn cũng biết rồi, những cái gia đình nào thì hầu như cũng giống như nhau như vậy đó. Tức là anh chị em ở phương xa hay là các chị em ở làm việc ở xa, lâu lâu đi về quê thăm nhà. Rồi thứ nhất là gia đình mà cảm thấy các bạn lâu lâu gia đình thiếu thốn cái gì đó thì mình đi mua sắm cho người thân của mình, cho ba mẹ của mình, đó là cái hạnh phúc. Cái nồi ở đây thì mình thấy thì đây là các cái công ty thì hầu như là ở Việt Nam mình, hãng với cái hãng xưởng ở Việt Nam mình sản xuất hết đây, cho nên những cái đồ như thế này thì nó cũng không có mắc các bạn. Như cái nồi như vậy đó cô Duyên, thì cái tiền giá cái này này khoảng mấy trăm ngàn? Như 200 mấy. 200 mấy tùy theo cái. Tùy theo cái nhỏ lớn ha. Mua cả đống đồ như vậy đó thì cũng chưa tới 20 triệu đồng của tiền Việt Nam, thì Bình Huỳnh rất thấy rất là hợp lý, rất hợp lý. Ở bên xứ Mỹ thì nói chung cũng hơi mắc hơn, là vì lý do là họ ship qua bên đó rồi cho nên nó mắc. Tại vì những cái này ba cái đồ chùi nồi chùi xô như vậy thấy nó cũng rẻ lắm, nói chung là rất là rẻ, tùy cái hớt nữa luôn. Hớt thì sắm tới 2-3 loại hớt. Đó, vậy các bạn hôm nay Bình Huỳnh làm cái video này để chia sẻ đại gia đình của mình.
mấy ngày đi ăn uống nhiều quá. Đi du lịch đó thì các bạn cũng đã xem anh em đi du lịch nguyên một cái hành trình từ ở đây rồi ra tới Bình Định Quy Nhơn, rồi từ Bình Định Quy Nhơn chạy về đi mấy ngày trời cũng thấm mệt. Về đến nhà thì đám giỗ rất là vui. Đám giỗ cha hôm qua thì anh em tụ họp về rất là đông đủ trong nhà, gia đình rất là hạnh phúc. Cháu Quốc thì cũng lên đường đi về rồi, trở lại công việc bình thường như mình hay nói trong video vậy đó. Mẹ ở đây thì quá vui khi mà mua được đồ mới trong nhà. Mẹ thì không có xài nhưng mà thấy con cháu mình sắm sửa những cái đồ mới trong nhà thế này quá vui mà ha. Quá vui. Vui lắm các bạn. Đó, hôm nay nhớ vậy chưa? Mấy cái hũ này của mẹ đó, chị Hai dặn rồi đó. Là mẹ ba cái hũ xay cua xài đó thì cái nào cũ cảm thấy mà không thích thì bỏ ra cho người biết rồi. Ôi bạn các bạn, mình Huỳnh chia sẻ video ngắn ngủi ở đây đến với đại gia đình của mình. Trước khi mình Huỳnh xin chào tạm biệt video, thì cho mình Huỳnh cảm ơn hết tất cả đại gia đình của mình đã ủng hộ mình Huỳnh suốt thời gian qua, cũng như gia đình mình Huỳnh đọc từng câu comment. Mình Huỳnh rất là phấn khởi và cảm ơn những các bạn ủng hộ như cô chú anh chị. Trước khi Bình Huỳnh xin chào tạm biệt video, cho Bình Huỳnh xin gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.